Sự tích chú cuội cung trăng. Ngày xưa, ở một miền nọ có một người tiểu phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau, anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau cuội liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất nhưng vừa lúc đó cọp mẹ cũng về tới nơi nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoát lên một ngọn cây cao từ trên nhìn xuống cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước tàn con đã chết nhưng chỉ một lát cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ cuội ẩn đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Chưa đầy ăn dập miếng trầu, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho cuội vô cùng rừng rốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia, đào gốc vác về. Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ. Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại Bứt ngay mấy lá nhai Và mớm cho ông già Mầu nhiệm làm sao Mớm vừa xong Ông lão đã mở mắt ngồi dậy Thấy có cây lạ Ông lão liền hỏi chuyện Cuội thực tình kể lại đầu đuôi Nghe xong ông lão kêu lên Trời ơi Cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đây Thật là trời cho con Để cứu giúp thiên hạ Con hãy chăm sóc cho cây Nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó. Nói rồi, ông lão chống gậy đi, còn ấy thì gánh cây về nhà chồng ở góc vườn phía đông, luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, ấy cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói, có ai nhắm mắt, tắt hơi là quậy vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa tiếng đồn cuội có phép lạ lan đi khắp nơi một lần khác con lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm cuội vật nài xin cuội cứu cho con gái mình vừa sẩy chân chết đuối cuội vui lòng đi theo về nhà lấy lá chữa cho chỉ một lát sau mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên rồi sống lại thấy cuội là người cứu sống mình cô gái xin làm vợ của chàng lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho cuội đám cưới của cuội được tổ chức ấm cúng giản dị thế là từ nay cuội không phải sống một mình nữa rồi nhưng khổ nỗi vợ cuội vốn có tính hay quên hễ nói đâu là quên đó làm cho cuội lắm lúc bực mình đã không biết mấy lần cuội dặn vợ tưới nước phải lấy nước giếng trong mà tưới không là cây bay lên trời. Nhưng vợ cuội hình như lú ruột lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay. Một buổi chiều, chồng con đi rừng kiếm củi chưa về, không còn nhớ lời chồng dặn. Vợ cuội sau khi rửa bát xong, liền hất chậu nước bẩn vào thân cây. Không ngờ, vừa tưới xong thì mặt đất rung chuyển, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào. Cây đà tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời. Vừa lúc đó thì cuội về đến nhà. Thấy thế, cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến toàn níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất, lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc dìu vào rễ cây, định lôi cây xuống. Nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào có thể cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông. Thành thử, cây kéo cả cuội bay vút lên đến cung trăng từ đấy cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình nhìn lên mặt trăng người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc người ta gọi cái hình ấy là hình chú cuội ngồi gốc cây đa câu chuyện đến đây là kết thúc rồi chào các bạn nhỏ